Ngày nay, cửa cuốn là một trong những loại cửa được sử dụng phổ biến nhờ sự tiện lợi và an toàn khi sử dụng. Với những chức năng ngày càng hiện đại, phong phú, mang lại sự sang trọng cho mọi ngôi nhà, công nghệ cửa cuốn thông minh giúp cho người sử dụng an tâm và đảm bảo hơn cho gia đình. Hệ thống đảo chiều cửa cuốn là một trong những công nghệ khi sử dụng cửa cuốn tự động mà mọi nhà nên lắp đặt. Mời bạn cùng test xem hệ thống đảo chiều này hoạt động như thế nào qua video này nhé. Một trong những hệ thống đảo chiều được sử dụng phổ biến, lắp đặt đơn giản và chi phí thấp là hệ thống đảo chiều cửa cuốn có dây, giúp nhận biết vật cản và sau đó tự động đảo chiều cửa cuốn, giúp an toàn cho người sử dụng. Hệ thống có cấu tạo đơn giản gồm hai rơ le, hai ti đồng và dây dẫn. Chúng được kết nối với nhau thành mạch điện và kết nối với hộp điều khiển trung tâm bằng dây dẫn điện. Chúng được bắt vào thanh đáy, còn ti đồng tiếp xúc với lá inox nằm bên thanh dây dẫn hướng. Khi cửa cuốn đang chạy xuống và gặp vật cản, thanh đáy bị đẩy lên làm cho rơ le đóng mạch và kích hoạt tín hiệu về hộp điều khiển trung tâm. Ngay lập tức, hộp điều khiển cho cửa đảo chiều ngược lại. Như vậy giúp bạn tránh được nguy hiểm nếu chẳng may có con nhỏ, xe cộ, đồ đạc bên dưới. Chỉ cần lắp đặt bộ cảm biến đảo chiều là cửa cuốn nhà bạn đã có thể cảm nhận và xác định được những đồ vật bên dưới khi vận hành. Quan trọng nhất bạn phải nhớ đây là giải pháp an toàn mà cửa cuốn nhà bạn không thể thiếu tính năng này. Ngoài ra, cảm biến dừng cửa cuốn là thiết bị cần có cho gia đình bạn giúp cho thiết bị cửa hạn chế bị hư hỏng, đặc biệt là nâng cao mức độ an toàn trong quá trình sử dụng, tránh được một vài sự cố không đáng có xảy ra. Hiện nay, các mẫu cửa cuốn được sản xuất đều có đi kèm thiết bị cảm biến. Với những thiết bị cửa không có sẵn, có thể trao đổi với đơn vị cung cấp để trang bị thêm. Trong trường hợp cửa đã mua và sử dụng một thời gian, bạn có thể tìm tới đơn vị lắp đặt để mua và trang bị. Quang Đo Hà Nội là nhà phân phối cửa cuốn và phụ kiện cửa cuốn chính hãng, uy tín hàng đầu tại Hà Nội. Đến với chúng tôi, quý khách sẽ được tư vấn cụ thể về các giải pháp cửa cuốn, trong đó có giải pháp toàn diện về hệ thống đảo chiều cửa cuốn. Mọi thông tin cần tư vấn về lắp đặt thiết bị đảo chiều cửa cuốn, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0981 852 275.